Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của VidaShop. Ok, xin chào các bạn. Thì hôm nay là sẽ về một cái mẫu thêm media Q100. Hai các bạn thấy không? Thì nó sẽ có nhiều chức năng khác hết. Bây giờ là cái vỏ hộp của nó thì là có logo của thêm media Q100. Okay. Rồi sau lưng là có tem với lại nhà sản xuất và các thông dụng trên sản phẩm. Cái này là chất liệu là cho ra 4K luôn nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra coi bên trong nó có những cái gì khác với Temida Q10 cũ ha các bạn ha. Bây giờ Cường xin mở hộp ra nha. Ok. Đây là hai miếng mút bên trong để nó bảo vệ chống sốc khi mà mình đi xa. Còn đây là phụ kiện ha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ mở phụ kiện trước nha. Đây là adapter Auto-Vol 100-240. Nước Việt Nam hay nước ngoài gì cũng chơi được hết. Đây là dây HDMI ha các bạn ha. Okay. Đây là anten ha. Còn đây là dây AV ha. AV cho máy cổng video ha. Ok. Bây giờ mình sẽ mở trực tiếp con Q100 Temida ra cho các bạn xem nha. Đây. Đây là ngõ HDMI ha bạn ha. Đây là cái nguồn sạc. Đây là cái cổng mạng LAN, đây là AV ha, lấy tín hiệu hình ha. Còn đây là anten ha các bạn nha. Đây là công tắc nguồn. Ok. Cái mặt nó làm như là nó đẹp sắc sảo hơn là cái dòng cũ bạn ha. Nó sơn tĩnh điện rất là chắc chắn ha. Nhôm á. Nhôm. Nhôm sơn tĩnh điện ha các bạn nha. Đây là cái logo ha, Temida ha các bạn. Còn đây là cái ổ cứng nha, để mình đút ổ cứng vô nha. Đó, muốn lấy ổ cứng thì mấy bạn kéo mạnh nó ra, kéo. Một bỏ xuống, bỏ xuống. Đó, thì bây giờ là sản phẩm full hộp của dòng Temida mới là nó có như vậy vậy ha các bạn ha. Thì các bạn cứ vào trang web vidashop.com ha. Thì các bạn sẽ có thông tin sản phẩm và bên đội ngũ kỹ thuật sẽ tư vấn các bạn nhiệt tình hơn ha. Rồi VidaShop xin chào các bạn.